Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thiện Nhân của chúng tôi. Hôm nay tôi đang đứng ở đây là trên cái con đường số 73 thuộc xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngay cái chỗ cây xanh xanh trên này đó chính là đường Hương Lộ 2 quý vị nhé. Từ vị trí này mà ra đến chỗ chợ Hòa Long thì rất gần, chỉ vài trăm mét thôi. Đây ra đến đường Hương Lộ 2 là khoảng 100 mét quý vị nhé. Đó. Thì vị trí này rất là gần trung tâm của xã Hòa Long, chợ Hòa Long. Đấy, đường số 73 quý vị ạ. Đất ở đây thì rất là đẹp, đất đỏ đẹp tuyệt vời luôn quý vị ạ. Đó. Giới thiệu với quý vị một cái lô đất ở đây. Hay giới thiệu quý vị một cái lô đất nằm trên mặt tiền của đường Hương đường 73 này. Đó. Đất đỏ đẹp tuyệt vời luôn. Đường lớn, hai ô tô tránh nhau thoải mái. Khu này toàn biệt thự nhà vườn quý vị nhé. Và nhà này có cái vườn trái cây rất là đẹp, vườn mít. Đây, biệt thự đây. Đây là số 18 này. Số 18 đường Hương Lộ 2, đường số 73. Đây đường số 9 này. À, cái nhà số 9 này. Đó. Biệt thự đấy. Này, đây giới thiệu quý vị một cái lô đất có diện tích là 10 x 20. Chính xác là 198 phải mấy mét vuông ạ. Đấy, vuông vức, đất vuông vức đẹp. Đấy, trong đó có 60 mét thổ cư quý vị nhé. Nằm trên mặt tiền đường này. Đấy, đối diện cái số nhà 17 đây. Đây, đất của mình nó đây. Là 10, ngang 10 mét. Từ cái cây ấy ra cái hàng rào. Đây, đối diện cái nhà số 17 này. Đây, từ cây này. Đó. Giá chào bán là 2,4 tỷ quý vị ạ. 2,4 tỷ. Đường số 73. Đất đẹp tuyệt vời. Quá quá đẹp luôn. Đỏ au luôn. Màu mỡ lắm quý vị ạ. Cái mảnh đất này thì là hướng nam, hợp với những người mệnh đông tứ trạch quý vị ạ. Đây, đất dài như này này. Quý vị thấy không? Vô cùng màu mỡ. Đây là nhà vườn tuyệt vời. Đây nhà vườn to này. Đó thì sơ bộ cho quý vị biết một cái lô đất nằm ngay Ủy ban nhân dân xã Hòa Long, ngay chợ Hòa Long. Rồi, mặt tiền đường số 73. Đấy, đối diện là những cái căn biệt thự này rất to. Đó. Đối diện cái số nhà 17 đây. Biệt thự sân vườn này. Đó. Đối diện nhà này rất đẹp. Thì giá 2,4 tỷ quý vị nhá. Đó, hướng nam, hợp với những người mệnh đông tứ trạch. Quý vị nào có nhu cầu mua hoặc bán bất động sản ở đâu thì cứ liên hệ với chúng tôi nhé. Chúng tôi rất hạnh được phục vụ quý khách và mong được hợp tác thật nhiều với quý vị trong các thương vụ của mình. Xin thân ái và chào tạm biệt quý vị trong các video sau. Nhân tiện ở đây tôi cũng xin giới thiệu quý vị một lô đất nằm đối diện với lô đất của mình. Kế cái biệt thự số 17 này là một lô này. Có diện tích là 10 x 50 500 mét đất ở. À, ok, 10 x 50 500 mét vuông, có 100 mét đất ở. Giá đang chào bán là 3,8 tỷ quý vị ạ. 3,8 tỷ. Đây nó có cái dàn hoa đậu biếc này. Đất rất là vuông vức quý vị nhá. Thẳng tắp luôn. 10 x 50 500 mét vuông, 100 mét đất ở. À. 3,8 tỷ. Rồi. Xin chào quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Để tiếp nối cái video
Giao này thì tôi đang có vài cái lô đất đây nữa. Cái lô này là 340 m², cũng chào bán 3 tỷ rưỡi quý vị nhé. 340 nó cong á. Đó. Còn một cái lô thẳng đây là ngang 10 m, sâu 64 là hơn 800 m², cũng 3 tỷ rưỡi. Đấy, một lô khác là 500 m², 10 x 50. Mấy? Dạ. Vâng, cháu biết rồi. 10 x 50 cũng 3 tỷ rưỡi, có 50 mét thổ cư quý vị nhá. Cái lô có cái hàng rào đó là 3 tỷ 8. Tiếp theo là nhà số 17 quý vị ạ. Đó, đây là 3-4 lô đây đang chào bán ở đây. Và xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.